Hôm nay là đưa cháu nó về lên trên quê. Chân nó dài nó ngồi trên. Đưa cháu nó lên trên quê. Về quê. Về quê gọi là quê quán bởi vì từ ngày sang ấy là lần đầu tiên đặt chân lên xét là ở đó cho nên gọi là về quê. Hello. Về quê nhá, cho Kim về quê thăm chú Sinh. Từ đây về đó cũng được 100 cây, đi một tí rồi. Không, về mốt là 100 cây, xong từ mốt lên đó nữa 30 cây nữa. Rồi giờ là bắt đầu đoàn đi. Hai cô cháu nói chuyện với nhau coi. Hai cô cháu nói chuyện với nhau coi như là phải dùng thùng gỡ. Nhưng vì đi đường núi nên là lâu. Sau đó đi làm. In Norway, it can be common to commute from work and home 1 hour each way. Thế này nè, quá tuyệt vời luôn. Mình đang mải ngủ với em có nhìn thấy chưa mà thức dậy cũng chụp ảnh ngay này. Chắc nó về này nè. Mình lại mải ngủ quá, mệt. Cả một giải lụa vàng nhá. Hôm nay ông cháu về quê đây. Đấy, ông cháu về quê coi như được đi. Đấy. Biết là vì không có. Chúng ta đi. Đây. Đẹp lắm. Ok. Yeah. Đó. Càng cân. Tác nghiệp cho hai cô cháu. Yeah. Anh vào chụp với ấy. Em cầm quay. Dạ. Quay. Yeah. Hai chú cháu này. Hai chú cháu về quê thăm đồng cải vàng. Trên đồng cải vàng. Đẹp quá. Chụp không? Chụp phát. Chụp đi. Chụp đi. Dạ, chụp. Đây. Không qua đây đứng chụp đi. Dạ. Đấy, em chụp đây. Con đường xưa em đi này. Con đường xưa em đi này. Trời giăng tuyết ùn đầy. Xe không đi được. Chỉ còn ít phút nữa là anh em chúng cháu chúng tôi sẽ tới nơi. Sạch đấy, lời một thời gắn bó này khó quên. Anh em thường gọi đùa nhau là mồm méo sạch.
anh em chúng nó gặp nhau đây. Đấy, đã đưa tới nơi. Quán này. Anh à. Không có đi không? Đây anh em, con chú cháu gặp nhau đây. Đi chơi bác. Chưa. Mình đi nào? À, đi nó chưa đi cùng bạn nó sang xem ca nhạc của ra ha. Sang xem ca nhạc của mình đó. Chú cháu ơi, chú cháu anh em mình gặp nhau vui vẻ, cười cười nói nói. Bay lắc rồi. Chia tay anh em, chia tay nhau. Girlfriend, my kids. Kids uncle. Rồi, chào nó. Okay. Chào. Đấy. Chào. Chia tay. Chia tay chú sinh mà. Chia tay em Hạnh mà. Thôi. Chào mọi người. Long time. Long. Yeah, stay longer. I will. Absolutely. A little. Yeah, I know. Okay. Chào. Chào nhé. Bye-bye. Chào. Khách. Bé này. Dạ. Chào. Thôi chào nhé. Chia tay. Let's go. Chào. Phở. Phở. Yeah, very good. Chào nhé. Tạm biệt. Next time, phải chăng lâu hơn. Next time. Next time, stay longer. Yeah. Longer. One week. Yeah. Two weeks. Vậy là chúng tôi tạm biệt Mười Nhí Sạch để trở về Praha. Xin chào.